mời 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 ra đây. Đây chấm sáng sủa. À mời này. Tạo kia chuẩn bị gặp lại này. Rồi 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 cũng ngồi ở đây không cho. Không thấy đường. Ngồi trong sáng, ngồi trong sáng. Dạ dạ cũng ngồi ở đây. Dạ dạ dạ. Có ghế. Dạ đã có ghế ở đây rồi. Dạ. Rồi rồi lại. Dạ đây đây, ngồi xí. Dạ mời bên nào. Nhích ra phía trước rồi xí đây còn để ghế ở đây. Rồi. Năm nay bà bao nhiêu tuổi hả? Bà năm nay 86 này. 86 hả? Ờ, bà thấy cũng đẹp lão ghê đó nghe. Sao mà đơn thân hả? Hay sao? Không qua hết trơn hả? Ủa chứ ổng đâu? Ổng chết thì lâu rồi. Ổng chết lâu rồi hả? Ừ. Con cái không có hả? Con chưa có con chết. À chưa con có con chết thì ra bà đẹp gái ra bà không có cái tái giá lại kiếm ổng nữa. Tặng ba cái khăn tròn cổ nè, bằng nhung nè. Ừ, rồi. Với lại hôm nay câu lạc bộ con á là ở Đà Nẵng. Ha, gửi cho bà 1 triệu bạc. Đây, 1 triệu bạc để bà mua gạo, mua đồ chi mắm muối ăn nha. Mà rau trừ tiền này rồi ai mua cho bà, ai sắm cho bà ăn? Gửi hàng xóm đây mua. Thôi chưa bà quấn luôn nè. Bà cuộn lại cuộn cho tiền lẻ tiền chẳng đó trên ơi. Tiền lẻ. Rồi. Còn đâu đâu tiền lẻ. Kim gam. Cái túi này nè, cái túi này nè đó. Không biết ý bà ha. Dạ, rồi mấy mình đi có 2-3 thốn luôn, không có. Không có hả? Dạ, dạ, dạ. Không có. Xin gian đây hả? Để cầm, để đổi tên đi cho bà. À, khoan, để đổi tên đi ra để cho bà. Để con đổi tiền như vậy là 10%. Bà nghe, để cho bà biết sử dụng. Dạ, có cái thằng nhung này. 10% mà 10% để cho bà một kim gam cho bà gam được quá tội đi rồi. Rồi bây giờ mình đổi đi, mình đổi tiền cho bà lẻ cho bà nghe. Mỗi lần bà rút ra là một biết 100, rút ra biết 100 nghe. Rồi trước nghe bà nghe tội ghê bà thiệt là đúng là cứ rồi rồi hàng ngày đó mình nấu mình ăn nữa hả? Không phải rồi rồi ra nấu. Dạ. Dạ. Tụi con á định mua đồ nhưng mà nghĩ thôi đưa tiền cho bà để bà dễ sử dụng mua hơn. Bà mua. Ừ. Đó, cho giàu được chứ. Lấy ghim lại chứ. Ghim lại, ghim lại, ghim lại, ghim lại cho bà. Này có cái đầu nhựa ghim á, không có bị. Rồi, ghê. Cho cái đậu thư để cậu của anh. Dạ không, dạ. Nói chung là không lại. Được có chút có bọn cháu cũng có chịu. Dạ. Rồi bọn cháu chia sẻ cho mà. Dạ. Cái này là tiền của các mạnh thường quân ở nơi các nơi nha. Người ta gửi về, người ta kêu đi nhờ tụi con đi làm. Dạ, thế rồi thì mẹ cũng lấy cái tiền đó mà cũng nói chung là dạ. Cố gắng ăn uống vô thêm. Dạ. Dạ, ăn uống qua ngày. Ăn uống vô để cho một là ăn uống về cái nắng một ngày lòng rồi ăn hết mà bo bốn lên bo mà có dịp là tụi con ghé thăm bà nghe. Dạ, trên này bà ở đây cái chị bà hầu vô trẻ nó bà đẹp nhớ mua cá mua thịt ăn. Dạ. Đó tiền đó hay rồi con gái này rồi nghe. Không về bà nghe. Ừ. Còn đi nơi khác nữa. Thôi con bận con cũng đi phép. Dạ. Con ra để con đi còn 4-5 xã nữa. Dạ. Dạ nếu mà ấy. Dạ. 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 Thấy rồi đó hả chị? Dạ. Cắt đây bà nghe. Này, mua thằng năm chụp. Rồi đứng đây chụp hình. Chụp cho vậy cho bác chị con bị đau tim mà. Chị mổ chưa? Chị ơi, cái bà này là bà già neo đơn hả? Nếu vậy là ở chỗ này bình đi bình tĩnh bình lặng chủ. Dạ. Bà này là Hà Thị Thi. Hà Thị Thi. Cho bà bị đau tim lao chưa? Năm ngón anh này. Dạ, thế hả? Ông trời. Gửi cho qua cái hội từ thiện của ông cháu Đà Nẵng á, vô gửi cho mẹ cái quà. Và đồng thời một cái phong bì. 1 triệu. Thì giá 1 triệu. Dạ. Dạ. Cái này của đàn ông, cái này của đàn ông.
Từ 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 cố gắng chữa bệnh còn phải ha. Mà dạ. Lấy ba chân rồi nó tội đây cũng tí giờ đi chân ra tim mà đang mặn sự tim mà răng chân dạ đúng rồi mà răng chân đặt ống đặt ống đó đặt ống à dạ đặt 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 máy sờ tay không bị cũng lồm đạn chồn cho cả bà có câu cá chi không không ông chồn cho mẹ ai rồi ai lo cho bà nè đỡ bà bộ đồ này đưa đổi ơi. Cái bì tiền lẻ cho dễ nè cái tiền này tiền rồi tiền đó dạ đánh cái hội từ thiện ở mô đó rồi từ thiện câu lạc bộ Tệ Đức Đà Nẵng dạ để dành nha áo quần cái mắt bằng ngay cái mắt chắc bạn cũng còn được đó cái mắt để dành đi ai nói chị cũng không đi hết nha dạ để dành mua mắt muốn ăn rồi uống thuốc cũng đồ vậy được ngàn mổ được dạ chứ cũng cực lắm là có mình đã đi chợ cũng gửi cho họ cháu gửi rồi cho nó ngồi gửi dạ nói chung là bọn cháu là nhân dịp ngày vía mẹ bọn cháu cũng vô thăm dạ rồi cũng cuối đồng nhiều đó là bộ rất cho tiền tiền mặt gửi cho gì và đồng thời là dạ cho con bộ gửi gì cỡ bộ đồ khăn tôi thì câu lạc bộ cháu đi nhiều nơi tôi cũng mong thay mặt câu lạc bộ xin chúc gì là cố gắng ăn uống tôi cho nó được ngày nào được cũng cháu mừng ngày nấy thôi rồi hôm nay là các anh chị về thăm và ba trường hợp những người già neo đơn và những người khó khăn của địa phương thay mặt cho bà con xin chân thành cảm ơn các anh chị trong câu lạc bộ Tuệ Đức đã đến thăm chia sẻ động viên bà con trong hoàn cảnh rất là khó khăn kính chúc các anh chị an lành hạnh phúc và luôn về một có một ngày nào đó có duyên sẽ gặp lại ở Đà Nẵng. Em cũng xin thay mặt cho câu lạc bộ từ thiện Tuệ Đức cũng xin cảm ơn quý anh chị đã là một cái cầu nối rất là vững chắc để cho chúng em mới làm chủ đến với những mặt này bất hạnh thì những cục già những mặt già rất là đau thương thì nhân dịp mùa vía quốc anh thì chúng em cũng về đây cũng là một cái duyên lành thì cũng thay mặt câu lạc bộ cũng xin tri ân công đức quý chị rất là nhiều với anh rất là nhiều bởi vì bỏ công sức ra để mình giúp một em để đến đây với cháu em xin trân trọng và cảm ơn thay mặt câu lạc bộ dạ, anh xin chào chị, dạ, dạ, dạ.